Hiện tại tôi Quy Tự Lộc tôi đang có mặt tại nơi dưới biển và nơi vua Lý Trịnh Tróa dưới biển và đại sự dưới biển ở đây. Thì tôi đang đứng trước một chùm gai nhỏ. Ở đây quá trời gai luôn. Quá là trời gai. Toàn gai đây. Đó, quá trời. Và tôi đang tiến về phía bên dưới. Ở trước mặt tôi thì những chiếc thuyền ở phía trước rất là đông và đầy sự linh thiêng ở dưới biển này. Thì đã cho về hiện tại nó quay rực rỡ, quay là hiện tại ở phía trước. Thì tôi sẽ tiến về phía bên dưới nơi vô linh vô linh trôi dưới biển này, tiếp tục tại lại. Thì ác thiên tai nơi buôn linh chích trời biển này lại bung sau nổ đầu, qua là ẩn ốc luôn, nổ đầu ở miền Nam ấy, 46 sông 4 qua trời qua rực rỡ. Và miền Trung, miền Bắc, miền Nam, từ chí Nam tới chí Bắc đều có thiên tài rực rỡ. 46 đây miền Bắc, miền Trung sau từ đó. Và rất linh thiêng nơi dưới biển cả này. Thì tôi đang có mặt tại nơi này thì ăn cái thiên tài để mà trả lời các chị ở đây. Với sự tâm linh tôi không biết được điều gì sẽ xảy ra, cũng như nơi này đã sự linh thiêng ở đây rất là lớn và rất đem đến tiền tài rất là cao. Đấy. Rồi, ở ngoài biển thì những chiếc đèn, chiếc thuyền rất là đông. Đấy, từ nam từ trên xuống dưới đều là chiếc thuyền đang đánh cá và để mà bắt tôm, bắt tép, bắt cá đó, rất là đông. Và ngày hôm nay tiền tài sẽ rất lớn, nước biển ở đây cũng rất là lớn và tiền tài cũng đem đến tiền tài rất là nhiều. Rồi thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi và chia sẻ vào Facebook hoặc Zalo cho bạn bè được xem, và cũng như nơi vô ngôn chơi biển này đó. Ngày nào cũng đi trên đường này rất là nguy hiểm, nguy hiểm đến tính mạng và nguy hiểm đến và ở đây để trước mặt tôi thì những điều gì sẽ xảy ra, cũng như hiện tại thành công rực rỡ may mắn điểm đến cho tất cả mọi người đang xem này. Thì ngày nào cũng có tay tiền tài rực rỡ may mắn. Thì những bước đi của tôi đấy, đế đấy, đá xếp trong chân và trong chân ở đây để đi tìm sự may mắn tiền tài cho tất cả mọi người. Thì đó, thì ai có tiền tài để mà trở lại như nơi vùng chích trôi dưới biển này và đã cho vợ tiền tài. Đoạn đường rất là khó đi ở đây.
thì ngày nào cũng đi qua cái khe này đấy. Ở dưới là chóc rất khu vực rất là sâu phía dưới đây. Đây. Thì tôi cũng đã chung qua một cái hang. Một cái hang ở đây đó. Nơi này là sự linh thiêng ở đây rất là lớn. Rất là cao. Đây chỗ đây cũng đem để thờ này. Nhang cổ vẫn còn. Thì tôi đang chung vào một cái hàng. Rồi. Thì bước qua đây giống như một khung cửa. Và đang mở rộng ở đây. Một khung cửa này. Nơi này. Thì công nhận ở đây như vậy rất linh thiêng ở đây đó, quá trời. Chỗ đây toàn là nước luôn này, đấy nước này không bao giờ cạn. Một ổ này, hai ổ này, ba ổ, bốn ổ, năm ổ, không rất là nhiều. Rồi, thì tôi đang có mặt tại đây này. Và thì tôi sẽ ra ngồi biển. Nơi biển cả này ngày hôm nay nước rất lớn luôn. Và nước rất lớn, tiền tài cũng rất lớn. Thì ai tiền tài ở đây nơi vô linh chích cho biển đó. Thì ngày nào cũng đã cho vơi tiền tài rất lớn. Thì ai hứa ở đây để mà tờ lại nơi vùng linh cho trôi biển này. Thì ai hứa có tiền tài thì tờ lại các gì ở đây. Ngày nào cũng đem đến may mắn tiền tài quá lớn lao. Đây. Đấy. Thấy nước không? Quá trời lớn luôn. Tiền tài sẽ lớn. Sẽ lớn dần. Và tiền tài đem đến rất là may mắn. Nước là sự tài lộc, may mắn tiền tài. Đó. Nước rất lớn đây. Tiền tài cũng đem đến rất là nhiều. Ở đây cũng như tiền tài là sự may mắn đấy. Mỗi ngày tài lộc may mắn. Và đã cho về tiền tài đấy rực rỡ. 46 xong vốn qua là ấn ập. Thì tôi đang đứng ngay cái hốc này, đã tới nơi biển cả rồi. Phía trước thì những chiếc thuyền đánh cá rất là đông, và có lẽ là tháng này cá rất là nhiều.
và người ta trông tôm, trông tép, trông mực đó. Trời êm biển lặng thì ở đây rất là đông đúc để mà đánh cá. Đấy, quá trời. Rồi, dưới biển này rất là nhiều cát phì ở đây. Sự lên riêng ở đây rất là cao, rất là ở ngọc luôn. Thì tôi đang đứng nơi cao hơn ở phía trước, và tôi đang quay xung cảnh phía bên ngoài biển. Đèn cổ hôm nay rất là đông, từ trên xuống dưới rất là đông đấy. Rồi thì tôi sẽ chuẩn bị về phía bên trong để mà đặt đồ lên hương tiếp theo. Và một ngày mới, ngày mai 30 tháng 7 đó. Và tiếp tục ngày mới như thế nào, vô vinh chết trôi biển, đem đến tiền tài rực rỡ như thế nào, thì ai có tiền tài đem tới đây, nơi này cũng như ủng hộ một chuyến đi cũng như thành công may mắn cho tất cả mọi người ở đây, tiền tài rực rỡ đêm đến. Và cũng như ngày nào ở đây cũng tiền tài quay lớn lao. Thì đây, nơi này cảnh đẹp, view rất là cao, đế trong trên. Thì tôi đang sắp sửa vào phía bên trong rồi. Thì một ngày mới phong linh cho trời biển này sẽ ra sao. Này, mũ nó vẫn còn nguyên hình nguyên bóng, nơi chết on chết đất rất là linh thiêng, cũng như thiên tai khấn cái gì sẽ thành công hôm nay. Này ốc và đây là hòn đá tiếp tục nè, đây là cái đầu của con rồng đó. Giờ ở phía đây thì không có giống như cái đầu, và ngay chính giữa này sẽ dầm giống như một cái đầu của con rồng. Thì khung cảnh này hiện tại cũng đang gió hiu hiu ở đây, có điều gì ở đây thì tôi sẽ đặt đồ lược tiếp theo một ngày mới này. Và chỗ này thì đem đến tiền tài quá rồi lớn lao. Đây thì đã cho về tiền tài 46 đầu miền Nam này, 46, 64 đó. Miền Trung, miền Bắc 46, qua là ở ngọc, nổi về gà. Thì tôi sẽ đặt đồ lên được. Thì ai có tiền tài để mà tài lệ thì có trên màn hình hoặc dưới nhắn tin đều có Zalo để mà tài lệ, cũng như chúc nhàn điện, nhàn khói và sự may mắn đem đến tiền tài cho tất cả mọi người cũng như đang xem này. Thì sẽ ra sao một ngày mới như thế nào, thì tôi đang đặt đồ đây. Rồi thì ai đang xem chia sẻ và Facebook hoặc Zalo, có ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình bên đây, đấy, để theo dõi. Và
mỗi nơi mỗi chỗ, sự linh thiêng của mỗi chỗ đó, thì nơi cô chín cũng đã trở về tiền tài rất lớn đấy, 1991 đấy. Và điều gì tiếp tục nơi vùng linh chín rồi này sẽ là sao ở đây? Và dưới biển thì rất là nhiều các vị vua, các vị thần ở dưới biển. Và các vị nơi thần gành, thần gợp này rất nhiều. Và ở đây, điều gì sẽ lên một ngày mới như thế này? Tôi đang đặt đồ và linh hương tiếp theo. Thì ác thiên tài để mà tệ lại cũng như để mà chuyến đi nó thành công, tốt đẹp. Ở trên có dễ lô hoặc là dưới những pin đều có. Để mà tờ lễ đó, các chị nữa này thì của ít lắm nhiều để ủng hộ một chuyến đi thành công rực rỡ may mắn. Và thì ngày mai ngày 30 tháng 7 rồi, cũng như nơi này sẽ có cái gì đang hưởng ứng như thế nào thì tôi sẽ đặt đồ ở đây để mà tờ lễ tiền đi dân bạc bánh tay sữa. Rồi, thì tôi cũng đã đặt đồ đã xong rồi. Đấy. Thì ai chưa đăng ký kênh thì nhấp vào chữ đăng ký phía bên học này và chia sẻ vào Facebook hoặc Zalo thì để bạn bè đều xem nơi này cũng như sự linh thiêng rực rỡ tiền tài thành công và điều gì sẽ linh ở đây tại nơi nay một ngày mới. Thì tôi nghe có một tiếng cú đang kêu ở phía ngoài đây. Có một con cú đang kêu ở phía ngoài đây. Đây, thì tôi sẽ trả lời tiếp theo. Đó. Thì về sự tâm linh rất ẩn ngốc, ai có tiền tài thì để mà tệ lệ. Thì không tệ lệ thì tôi không biết được điều đó. Và cũng như một ngày mới sẽ là sao ở đây. Nam mô A Đà Phật. Thì ngày hôm nay để mà tệ lệ bánh tay sữa tiền nhân bạc này, thì chỉ các ngài đất đai dương trạch, thanh vàng bổn sứ bạch mã thái giám, hoàng tam quốc lỵ thượng tướng đất đai, quyền trưng đầu lộ, tiên nơi vong linh chết trôi, chết nổi, chết bom, chết đạn, chết đường, chết xác. Ở nơi dưới nước là thủy sông Hải Lăng Đồng Điện, Ấn Lai Thí Mộc Hà Bé Đại Dương, Vua Thủy Đại Dương, Mộc Triều Đại Dương, Hạ Xê Thị Phủ,
kẹt kẹt điện thủy cung đình của dưới biển chính cùng hà ba di nước. Và ngày hôm nay để mà ta lại chụp bánh tay tiền và bạc sữa, và điều gì hiển linh ngày mai cũng như có các gì đang hữu thị trứng này sẽ đứng lên và chờ việc ngày mai, và cũng như tiền tài thành công ở đây, và điều gì hiển linh thị trứng này sẽ đứng lên, đó là nói lên điều này. Nam mô A Di Phật. Và tôi sẽ cho trứng gà này sẽ đứng như thế nào ở đây, tới lúc nào sẽ đứng đây. Thì tôi nghe một tiếng cú đang kêu ở phía trên này này. Rồi, có cái gì đang hữu thì trứng này sẽ đứng lên tiền tài. Và ngày mai thì cũng như hương hữu thì cho tôi biết đang ở đây như thế nào ở đây, và trứng này sẽ đứng lên lúc nào. Nam mô A Di Phật. Không. Không một. Không hai. Nhàn cổ đang lúc đắc. Không hai. Không ba. Không bốn. Có một luồng gió đang thổi qua rất lạnh ở đây. Ngọn đèn này sẽ so sáng hiện lên ở đây. Và không năm. Không sáu. Gió đang ùa đến đây rất là lạnh, nhàn cổ rút rắc. 07. 08. 08 chưa đứng. 09. Này, một luồng gió đang thổi qua. Số 10. Mười một. Gió đang ùa đến. 12. 13. Vẫn chưa đứng ở đây. 14. 14. Nghe cái tiếng gì ọc ẹt ọc ẹt. Kêu chấm. 15. Khi có cái gì đang hữu ở nơi này thì trứng này sẽ đứng lên. 15. 16. Trứng này là trứng âm, trứng dương này đấy, một chỗ chấm này và đây chỗ chấm này. Trứng này rất linh thiêng. 17. 18.
vẫn chưa đứng. 19. Đấy, nhớ tới 19 thì nơi cố chính đã cho về hiện tại rất lớn. 20 thì hiện tại nơi cố chính đã mặt ta lại. Hiện tại thì 20 rồi, nơi này vẫn chưa đứng ở đây. 21. Thì ngọn đèn này sẽ soi sáng gương mực thì đèn, gương đèn sẽ soi sáng ngày mai. 22. Hai mươi ba. Hai mươi bốn. Vẫn chưa đứng ở đây. 25. 26. Nghe tiếng bấm bấm ở sau. 27. 28. 29. 29. Vẫn chưa đứng đây. 30. Rồi, hiện tại thì 30 đã đứng rồi. 30 đã cho chữ đứng nghe. Tại nơi này có các gì chi đang hưởng ngủ 30, 3003 ở đây. Đó, hiện tại chữ này đã đứng 3003. Thì lọc mua vi số miền Nam, miền Trung, miền Bắc 30 và 03. Đó. Thì hiện tại đem tại là các chi này, đó đã cho dự đứng ngày hôm nay. Và có cái gì đang hơn hữu thì chứng giang hiển linh ở đây. Đấy, đã hiển linh, đã cho dự đứng rồi. Thì tôi sẽ đốc tiền những bạc này. Chứng này mới ngã xuống này. Qua linh thiền. Thì tôi đang đốc tiền những bạc này để mà ta lại. Ngày hôm nay thì ở phía sau cứ bấm 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 rớt bấm 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 xuống. Đó, có đang tác động đang lên và đã cho dựng đứng ngày mai 30/03 đó ở đây. Rồi, thì tiền bạc đã cháy rồi. Đấy. Đấy. Rồi thì ngày hôm nay chứng đã đứng 30/03. Thì tiền tài ai có tiền tài để mà tờ lệ các gì thế này. Đấy. Ai chưa đăng ký kênh nhấp vào để em theo dõi.